Tỉnh Gia Lai vừa xác nhận đã phát hiện thêm một ca bạch hầu, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh lên 20 trường hợp. Ca dương tính là bệnh nhi tên Nham, 4 tuổi. Bệnh nhi có dấu hiệu phát bệnh từ ngày 7 tháng 7 với các dấu hiệu như đau họng, viêm amidan. Sau khi được thăm khám lấy mẫu và cách ly, đến ngày 11 tháng 7, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhi dương tính với bệnh bạch hầu. Hiện sức khỏe của bệnh nhi tương đối ổn định sau khi ghi nhận ca dương tính chính quyền địa phương và ngành y tế tỉnh gia lai đã phối hợp tiến hành cách ly khoanh vùng dập dịch phun hóa chất khử khuẩn môi trường đồng thời tổ chức khám sàng lọc cấp thuốc điều trị dự phòng và thành lập các chốt chặn kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan cũng như triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine phòng bệnh bạch hầu cho toàn bộ người dân trong làng